Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon nhưng mà uh, thật sự ra khi mà nói đến đặng thế luân thì uh, trong những cái thời gian vừa qua với những cái sinh hoạt của đặng thế luân quý vị cũng đã biết qua rồi đó thì đây là một trong những người ca sĩ rất là chịu khó uh, với cái thị trường bây giờ mà anh lúc nào cũng cố gắng để mà làm cho mình những cái project mới những cái gì thật là mới bằng chứng là hai năm vừa rồi là có cả hai lần liên tiếp live show của đặng thế luân đâu phải ca sĩ nào mà muốn làm live show cũng dễ rất là khó nhưng mà chị thấy em là một người ca sĩ mà có lẽ là có live show gần như là nhiều nhất dạ thưa mấy chị thưa uh, quý vị là ở hải ngoại này là một cái live show rất là cực ừ. chị biết là là một cái rất là cực mà không phải cực về cái tinh thần mà cả về cái 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 tiền bạc nữa chị dạ đúng Nó rất rồi là cực. thành ra là một cái một một đứa con tinh thần đó là phải chắc chiêu bao nhiêu lâu để mà mình à uh, coi ừ. như là cái kia là 9 tháng 10 ngày cái này là cũng phải là mấy ừ. năm đó. cái này là phải mấy năm mới ừ, cái này mấy... thuộc loại là dạ. chữa trâu rồi à, cái này là mấy <laughs> năm mới ra được một đứa con tinh thần thành ra với lại một cái nữa là mình mình phải làm gì đó để cho cái nghề mình nó không bị mai một. Mình ừ. à, quý vị khán giả có những cái sản phẩm mà quý vị có thể coi rồi có thể nhớ đến đặng Thế Luân mà trong cái live show chẳng những không phải mình em mà còn có những um, ca nghệ sĩ, sĩ khác nha. rồi còn có chị Ngân Ngọc cũng làm ừ. MC ừ. cho một ừ. cái live show của đặng Thế Luân nữa. Thì quý vị sẽ được thể xem những ca nghệ sĩ uh, hát phục vụ cho quý vị thì uh, có những món ăn tinh thần đó thì quý vị không có quên được. Đúng rồi. Và sẽ nhớ rồi. sẽ nhớ, nhớ hoài. ngoài còn nếu mà mình không có những cái đó thì Đúng. Một ngày nào đó quý vị nói ủa Đặng Thế Luân đâu rồi ta? Đặng Thế Luân vẫn còn đây nhưng mà phải làm ra những cái 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 đúng, sản phẩm đúng, mới đúng, mà để đúng. gửi đến cho quý vị. Và bên cạnh đó thì chị biết chị thấy là tình hình bây giờ là nó rất là khó bây giờ CD bán CD và đĩa đều, đều hoàn toàn không còn bán được nữa. Dạ. Yeah. Yeah. Nó, nó nó rất là tình hình đó là tình hình chung nó ừ, rất là buồn ừ. nhưng mà cái đó là thực tế thì mình phải đối diện với thực tế thôi phải... nhưng mà mình sẽ xoay chuyển để đi qua một cái hướng khác yeah. tại vì bây giờ thì cái kỹ thuật nó cũng càng ngày càng uh, càng lên tiếng hơn cho nên cũng có một số những ca sĩ bây giờ họ có thể tự làm cho họ được dạ yeah, đúng yeah. cái đó thì cái đó là cái giờ bây giờ là mọi người phải mình phải vì mình mình phải tự ừ. mình phải tự promote mình mình phải tìm mọi cách để mà mình gửi đến quý vị những cái sản phẩm bằng cách là nếu mình không ra dvd được thì mình phải uh, quay xong rồi mình up lên youtube, YouTube yeah. yes. nhưng mà em là một trong những người mà coi như là thuộc lại lớn lên ở tại hoa kỳ rồi có trường lớp có đi học đàng hoàng cho nên nếu mà biết về những cái điều đó thì nó khá dễ dạ yeah, thì, thì đó thì bây giờ thì hiện tại bây giờ em cũng đang uh, em có một cái uh, youtube channel là đặng, đặng thế luân official rồi nhưng mà um, em muốn có những sản phẩm mới nữa ừ, cái à, đó trong, là tự em làm hay không yeah, uh, trong tương lai thì sẽ có những sản phẩm mới nữa để gửi cho đến cho quý vị thành ra nếu mà quý vị nào mà có thương đặng thế luân đó thì uh, đặng thế luân cũng có một cái youtube channel À, đặng Thế Lương official thì quý vị vô trong đó quý vị subscribe để đặng Thế Lương trong đó thì um, có những là thì giờ đã có sẵn rồi dạ, đã có sẵn okay. rồi thì uh, quý vị nào mà thương thì lên trên đó coi tại trong đó em có um, để những em đi đâu nè em um, quay em du lịch. À, ở à, những à, chỗ nào đó okay. thì em đã gửi để à. cho quý vị biết là nhưng mà cái đó chỉ cần bấm vô đặng thế luôn là nó tự động nó yeah, hiện lên đặng hết. thế luân official trên đó okay. youtube channel của em lên à. youtube thì đánh tên em ra thì nó có trên đó ờ à, ok yeah. Yeah. thì uh, trên đó thì giống như là em đi du lịch ở đâu thì em post trên đó rồi à. em ăn uống cái gì muốn chia sẻ quý vị thì ừ. với lại những cái ví thứ... chút xíu đi mỗi lần đi như vậy quay bằng cái gì yeah thì thường em có một là em quay bằng phone, à. hai là em có đồ chơi của em nữa. À, à, yeah. à, những cái máy nhỏ bây giờ nó rất là tiến Em tương có. Và yeah, 4K mấy cái máy 4K để mà mà oh, cầm để okay. đi quay á chị. Yeah, thì yeah. mình mình cả như thời buổi mới thì mình phải cập nhật. Dạ. <laughs> yeah. thì quý vị cũng muốn coi những uh, hình ảnh đẹp sắc nét rõ nét. À, thì không mình... không thực sự ra mình nói đây <laughs> vấn đề là sắc nét thì đương nhiên rồi nhưng mà ví dụ như bây giờ quý vị thấy là đặng Thế Luân hoặc là những ca sĩ anh chị em phần nhiều là đứng trên sân khấu hoặc là ngồi TV bây giờ thì lúc nào đặng Thế Luân cũng có đánh Chút phấn rồi xịt tí keo rồi nó hát hẳn chút xíu nhưng mà nếu mà quý vị và các cô chú và anh chị nào mà xem những cái chương trình như vậy thì ít ra mình cũng thấy những cái đời thật rất dạ, là thường đúng của nhạc các nhạc. anh chị em nghệ sĩ